bệnh lở loét trên cá lóc. Nguyên nhân do nhiều tác nhân, đầu tiên là virus, kế đến là vi khuẩn, nấm, ký sinh trùng và các yếu tố môi trường kết hợp gây nên. Dấu hiệu bệnh: cá bỏ ăn, bơi nhô đầu khỏi mặt nước, nổi lờ đờ và chết. Da xuất hiện các vết loét nhỏ màu xám hoặc đỏ, mang xung quanh mắt và da xuất huyết, toàn thân có màu xám đen. Thương tổn lan rộng thành những mảng loét trên thân và có thể loét sâu vào tận xương. Trị bệnh lở loét: xử lý nước diệt mầm bệnh, 20-30-50% lượng nước ao nuôi, dùng Red Water với liều 1 kg cho 1.000-1.500 mét khối nước, 4 ngày xử lý 1 lần. Hay Vimetro Test với liều 1 lít cho 2.000 mét khối nước, xử lý 2 lần cách nhau 3 ngày. Nên xử lý lúc trời mát, tốt nhất là vào 7-8 giờ sáng. Trộn thuốc: buổi sáng dùng Vimeclucan với liều 1 kg cho 200 kg thức ăn, buổi chiều phối trộn 1 kg Dosiri với 0.5 kg Vime N333 cho 5-6 tấn cá, trộn vào thức ăn liên tiếp 5-7 ngày. Lưu ý khi trộn thuốc: thuốc trộn vào thức ăn sao cho tất cả cá trong ao đều ăn được. Không nên trộn chung hai loại thuốc vào cùng một lượt, mà trộn một loại thuốc trước, sau 15-20 phút mới trộn loại thuốc còn lại vào. Lưu ý, sau khi cá khỏi bệnh, trộn xen kẽ cho ăn Vimelec với liều 1 kg cho 200 kg thức ăn, hay vitamin C anti-stress với liều 1 kg cho 500 kg thức ăn để cung cấp vitamin và chất điện giải, giúp cá hồi phục sức khỏe nhanh sau bệnh. Định kỳ diệt mầm bệnh và nâng sức đề kháng cho cá. Xử lý nước diệt mầm bệnh: dùng Vimekong với liều 1 kg cho 2.000 mét khối nước, hay BKC 80% với liều 1 lít cho 2.000 mét khối nước. Định kỳ 7-10 ngày một lần trong mùa dịch bệnh và 12-15 ngày một lần trong điều kiện bình thường. Xử lý lúc trời mát và buổi sáng 7-8 giờ. Lưu ý, trong quá trình xử lý nước, lấy nước vào dụng cụ pha tạt thuốc trước, rồi sau đó mới pha thuốc hoặc hóa chất vào. Riêng sản phẩm Vimekong, có thể sử dụng muối trước hoặc sau khi sử dụng sản phẩm để tăng tính hiệu quả của thuốc. Bổ sung thêm dưỡng chất cho cá bằng men tiêu hóa và vitamin. Buổi sáng, sử dụng vitamin C anti-stress với liều 1 kg cho 500 kg thức ăn. Buổi chiều, lactosim với liều 1 kg cho 200 kg thức ăn. Trộn bổ sung liên tục trong suốt quá trình nuôi, giúp cá tăng cường sức đề kháng và hấp thu dinh dưỡng. Người chăn nuôi có thể quét mã QR code ngay sau đây để xem các sản phẩm dùng cho cá của Vimedim.